Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 004. Bài toán này thì minh họa cho phần hữu cơ vận dụng cao. Những bạn nào đó mà chúng ta có nguyện vọng 9 cộng trở lên chúng ta bắt buộc phải học những loại toán như thế này. Minh họa cho phần này thì minh họa cho phần liên quan đến kiến thức đó là biện luận nhóm chức. Biện luận nhóm chức. Đó. Thế thì à, dạng toán này người ta cho rất là cụ thể. Tức là người ta cho các em ở đây là x gồm hai chất hữu cơ no. Đấy, mạch hở và trong phân tử có chứa hai nhóm chức trong ba nhóm chức này, tức là sự kết hợp hai của ba nhóm chức này, hai nhóm chức trong ba nhóm chức này kết hợp với nhau. Việc là chúng ta phải tìm xem là nó kết hợp như thế nào. Thì thí nghiệm người ta làm là thí nghiệm thứ nhất là phản ứng tráng bạc, như vậy chứng tỏ có chức anđehit rồi. Thí nghiệm thứ hai là thí nghiệm mà người ta thu được một muối à một muối amoni hữu cơ, như vậy là phải có gốc trùng nhau rồi. Ba hai chất này phải có gốc trùng nhau và ở đây người ta cho kem thông tin rồi như vậy bắt buộc là muối amoni này là phải muối của NH4 cộng rồi không phải muối của amin đó bởi vì ở đây nó tạo ra NH3 như vậy từ đó thầy suy ra muối có dạng là RCOO NH4 đó số mol bảo toàn nitơ là 0 0,02 khối lượng cho sẵn là 1,86 như vậy thầy dễ dàng tìm ra được R R của thầy tính ra được bằng 31 các em lấy 1,86 Chia 0.02 trừ 44 trừ 18 Kết quả R bằng 31 31 thì cái gốc của nó ở đây Thầy suy luận được Nó phải có chứa là HO là 17 CH2 là 14 Đây là gốc cần tìm của R Sau khi tìm được R rồi Thì thầy tìm ra được X và Y rồi Tìm được hỗn hợp các chất rồi Hỗn hợp X thì gồm chất thứ nhất Là HO lối CH2 Lối Bây giờ gắn gốc COOH vào đó tiếp là OH lối CH2 có chung gốc gắn chức anđehit vào đó kết quả thầy có đây của thầy đây là X mon đây là Y mon và các em tìm X Y là các em xong thì phương trình đầu tiên là phương trình các em có bảo toàn gốc các em X cộng Y bằng tổng số mol của nó là 0,02 vậy bằng 0,02 mol phương trình số hai là phương trình tráng bạc như vậy thầy có là chất thứ hai tráng bạc vậy có 2 y bằng số mol bon bạc sẽ bằng là 0,0375 từ đó các em tìm được x bằng và y bằng y của thầy ở đây sẽ bằng 0,01875 x của thầy tìm ra bằng 0,00 1,25. Đó. Sau khi tìm được x y rồi thì các em dễ dàng tìm được m. m sẽ bằng số mol của nó nhân với m lớn tương ứng, nhân m lớn tương ứng, kết quả bằng 1,22 gram Và đáp án thầy có là đáp án C. Đó, một cái bài tập nếu như các em không quen thì rất khó, nhưng khi em quen rồi thì chúng ta biện luận rất là dễ dàng thôi.